Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 1 với những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tham gia hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ, Việt Nam đưa ra 3 đề xuất để hợp tác ASEAN-Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương. Kỷ niệm 45 năm ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, tinh thần độc lập tự chủ yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Nam trên bàn đàm phán Paris. Hội thảo khoa học 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân được tổ chức, khẳng định những ảnh hưởng to lớn của sự kiện này đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sau khi tiến hành phiên họp hẹp để bàn về hợp tác biển và chống khủng bố, tối ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ. Với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 3 đề xuất để đưa hợp tác ASEAN-Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị, với tư cách là nước điều phối quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để tiếp tục đưa hợp tác ASEAN-Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương, hai bên cần thực hiện 3 trọng tâm lớn. Đó là tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, coi đây là động lực chính của quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Ấn Độ. Theo đó, hai bên cần triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và sớm ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, đi cùng với tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tham gia vào các chuỗi giá trị. Hai bên cũng cần tăng cường kết nối, gồm cả kết nối hạ tầng đường bộ, đường biển, trong triển khai dự án đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kéo dài tới Campuchia, Lào và Việt Nam trong tương lai. Đề nghị thứ ba được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị, đó là cần phải tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh cả truyền thống lẫn phi truyền thống ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Về hợp tác an ninh biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, đi cùng với tăng cường hợp tác xây dựng lòng tin thông qua các biện pháp chung ứng phó với những thách thức trên biển, đồng thời ưu tiên tập trung phát triển kinh tế biển xanh, trong đó có việc sớm hoàn tất Hiệp định Vận tải biển, chia sẻ thông tin và phối hợp về chính sách biển, cũng như thúc đẩy hợp tác liên khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cùng quan điểm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tuyên bố Delhi, các lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn tự do hàng hải và hàng không trong khu vực và các hoạt động hợp pháp khác trên biển, bao gồm thông thương hợp pháp không bị cản trở, đi cùng với thúc đẩy giải quyết hòa bình, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, các tiêu chuẩn liên quan và thông lệ được khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông và trông đợi bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ sớm được hoàn tất. Về hợp tác kinh tế, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Ấn Độ, bao gồm tận dụng đầy đủ và triển khai hiệu quả khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực để trong năm nay sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tiếp tục những mối liên kết hàng không chặt chẽ giữa ASEAN và Ấn Độ nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng cường kết nối giữa ASEAN và Ấn Độ, đi cùng với khuyến khích việc hoàn thành sớm dự án đường cao tốc Ấn Độ Myanmar tới Thái Lan và mở rộng dự án này tới Campuchia, Lào và Việt Nam. Bên lề các hoạt động tại Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Campuchia. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tiếp tục tích cực trao đổi các biện pháp nhằm gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo cũng nhất trí hai nước sẽ sớm thành lập cơ chế đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, hợp tác đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời sớm hoàn thành công tác phân định vùng đặc quyền kinh tế. Trao đổi về vấn đề Biển Đông,
hai nhà lãnh đạo nhất trí các nguyên tắc chung về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, hai thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận về kết nối kinh tế, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy hai bên chuẩn bị cho hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 tới đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí thúc đẩy các cơ quan phấn đấu sớm hoàn thành 100% công tác phân giới cắm mốc, tạo cơ sở quan trọng cho quản lý khu vực biên giới giữa hai nước để cùng phát triển. Sáng ngày 26 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự lễ diễu hành mừng ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Lễ diễu hành gồm đại diện các lực lượng vũ trang của Ấn Độ, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân với những màn trình diễn văn hóa đặc sắc. Cờ của ASEAN và quốc kỳ của 10 nước thành viên tung bay trong đoàn diễu hành, những tấm pano áp phích quảng bá về mối liên kết văn hóa, văn minh giữa Ấn Độ với các nước ASEAN. Cùng với thành công của hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ, sự có mặt của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại lễ diễu hành năm nay là điều đặc biệt và chưa có tiền lệ, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Ấn Độ dành cho ASEAN, đồng thời là minh chứng sống động cho cam kết của hai bên về một mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững lâu dài. Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Ấn và Bí thư Bộ Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thư viện và Bưu điện của Ấn Độ Nanda đã công bố phát hành bộ tem phát hành chung Việt Nam-Ấn Độ. Bộ tem có chủ đề kiến trúc cổ, gồm hai mẫu giới thiệu hai công trình kiến trúc là Tháp Sanchi của Ấn Độ và Chùa Phổ Minh của Việt Nam do họa sĩ hai nước cùng thiết kế. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, việc phát hành bộ tem chung này là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc luôn bền vững và phát triển ngày càng sâu rộng hơn, hợp tác phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước. Bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha, sáng ngày 26 tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Eduardo Ferro Rodriguez. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha trong nhiều lĩnh vực. Kim ngạch năm ngoái đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2016. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, du lịch. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha và đề nghị Bồ Đào Nha phát huy vai trò thành viên EU, thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giữa ASEAN và EU, thúc đẩy EU sớm chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Lao động, Đoàn thể và An sinh xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, bảo đảm an sinh xã hội là yếu tố quan trọng trong phát triển và hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Phía Bồ Đào Nha cho biết sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu cải cách tổng thể, chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương. Cũng trong ngày 26 tháng 1 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào. Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Đại học Quốc gia Lào trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, cung cấp học bổng và trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên nhằm cùng nhau xây dựng nền giáo dục đại học có chất lượng ở Đông Nam Á. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào mong muốn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ giáo dục đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Lào. Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Tinh thần độc lập tự chủ yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Nam trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris. Các cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan tại Trung Quốc. Thưa quý vị, cách đây 45 năm, vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam đã được bốn bên bao gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa ký kết. Hiệp định này được thông qua sau gần 5 năm đàm phán cam go quyết liệt bắt đầu từ tháng 5 năm 1968 tại Paris, Pháp với gần 250 cuộc gặp công khai và bí mật. Hội nghị này được coi là cuộc đàm phán ngoại giao lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Hiệp định này cũng được coi là mốc son lịch sử, mở ra bước ngoặt cho cuộc chiến tranh Việt Nam.
Văn kiện pháp lý quốc tế này đã buộc Mỹ phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút toàn bộ quân khỏi miền Nam Việt Nam và chấm dứt can thiệp quân sự trực tiếp. Đây là tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước của quân và dân Việt Nam. Một trong những dấu ấn nổi bật trong suốt quá trình đàm phán tại hội nghị Paris, đó là phía Việt Nam đã luôn giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ. Tinh thần ấy đã được đoàn đàm phán của Việt Nam kiên định, thể hiện bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trên mặt trận ngoại giao. Có thể nói đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Nam trên bàn đàm phán. Rút kinh nghiệm từ hội nghị Geneva năm 1954, do các nước lớn quyết định những vấn đề quan trọng, ngay từ khi bước vào đàm phán hội nghị Paris vào đầu năm 1968, Việt Nam đã chủ trương đàm phán với tinh thần độc lập tự chủ. Bởi khi đó, một số nước lớn vốn là những nước anh em đồng minh có quan hệ truyền thống và đang tích cực hỗ trợ Việt Nam rất nhiều về cơ sở vật chất, có ngỏ ý muốn tham gia cùng đàm phán. Tuy có phối hợp và tôn trọng ý kiến của các nước bạn, nhưng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị khi đó đã sáng suốt khi đưa ra chủ trương Việt Nam phải tự mình đàm phán, thương lượng với Mỹ để giải quyết những vấn đề tồn tại giữa hai bên. Hội nghị Paris năm 2013 mình tự đàm phán với Mỹ về vấn đề của mình, mình không đàm phán đa phương, tự mình điều khiển chiến tranh, mình tiến hành chiến tranh, chủ trương đường lối về chiến tranh là mình tự điều khiển chiến tranh. Về đàm phán về đấu tranh ngoại giao thì mình tự mình hoạch định chính sách, hoạch định chủ trương, hoạch định đường lối, hoạch định chiến lược, sách lược và các phương sách đàm phán là tự mình hoạch định và mình cũng tự mình trực tiếp đàm phán với Mỹ về vấn đề về của Việt Nam. Tinh thần độc lập tự chủ của đoàn Việt Nam còn thể hiện ở sự chủ động trong quá trình đàm phán. Tại hội nghị Geneva trước kia, do thiếu các điều kiện, Việt Nam phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các nước bạn bè về phương tiện, nhân lực. Rút kinh nghiệm từ hội nghị Paris lần này, Việt Nam đã chủ động chuẩn bị tốt về phương tiện liên lạc, về phiên dịch và đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu chiến lược. Tại Paris thì mình đã rút kinh nghiệm, mình lập một cái tiểu ban Việt Nam gọi CP50. Lúc đầu là trực thuộc Bộ Ngoại giao, sau đó khi mà bắt đầu đàm phán mình nâng lên là trực thuộc Bộ Chính trị. Mình kéo ở đấy toàn bộ những cán bộ ngoại giao rất giỏi, cán bộ ngoại giao xuất sắc. Một là nghiên cứu đánh giá tình hình, hai là dự thảo những văn bản. Như vậy nó tạo điều kiện cho cái độc lập tự chủ của mình sẽ tốt hơn. Mình tự nắm được tình hình, mình biết tình hình thì mình chủ động hơn, chủ động đàm phán chính là một cái yếu tố thành công. Vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đoàn đàm phán Việt Nam đã chủ động đưa ra những giải pháp, chính sách quan trọng có tính bước ngoặt trên bàn hội nghị. Sau hơn 4 năm đấu lý và đấu trí đầy cam go, quyết liệt, hội nghị Paris thậm chí rơi vào bế tắc do hai bên bất đồng quan điểm về các vấn đề và lợi ích. Một bước ngoặt đã xuất hiện khi vào đầu tháng 10 năm 1972, Ban nghiên cứu chiến lược của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa ra bản dự thảo, hiệp định gồm 9 điểm. Bản dự thảo này là cơ sở để hai bên đi đến ký kết chính thức vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Ngày 8 tháng 10 năm 1972 thì chúng ta đã đưa ra một cái dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thì chính cái phía Mỹ cũng rất lấy làm bất ngờ. Cái dự thảo hiệp định mà chúng ta đưa ra đó, chúng ta vẫn giữ những cái như là Mỹ phải tôn trọng cái độc lập chủ quyền thống nhất của Việt Nam như là hiệp định Geneva, rồi Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, rút hết vũ khí. Kiên định tinh thần độc lập tự chủ, những đại diện ưu tú của một nền ngoại giao Việt Nam còn non trẻ đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ khi đàm phán trước Mỹ, một cường quốc có nền ngoại giao lâu đời và bề dày kinh nghiệm. Tinh thần ấy từ Hiệp định Paris đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm quý báu của ngành ngoại giao Việt Nam từ đó tới nay. Từng là một vùng đất bị hủy diệt nặng nề, bước ra khỏi chiến tranh, tỉnh Quảng Trị đang trỗi dậy trong từng ngày trên con đường xây dựng và phát triển. Quảng Trị với hơn 500 di tích lịch sử cách mạng chứa đựng nhiều thông điệp từ quá khứ đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu về chiến tranh và giá trị của hòa bình. Chính bởi vậy, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị mong muốn ngày 27 tháng 1 hàng năm là ngày hòa bình và xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành biểu tượng của hòa bình. Thời kỳ chiến tranh, hơn 95% làng mạc ở tỉnh Quảng Trị bị tàn phá, hủy diệt. Sau năm 1975, vùng đất này đã có sự hồi sinh kỳ diệu. Cảng cửa Việt, những ngày đầu sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực. 45 năm sau, cửa Việt trở thành đô thị biển,
là nơi nghỉ dưỡng với nhiều khu du lịch, dịch vụ và bãi tắm đẹp. Vùng đất mà trong chiến tranh rất là ác liệt, rất là gian khổ. Vì vậy mà sau ngày giải phóng thì cửa Việt là một cái nơi có thể nói ra là hoang tàn. Và đến bây giờ mà nói thì so với ngày trước đây thì nó có thể gấp 2, 3, 40 lần. Từ hệ thống di tích lịch sử chiến tranh đồ sộ, tỉnh Quảng Trị đã tạo nên một thương hiệu du lịch độc đáo là du lịch vùng phi quân sự DMZ, du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội. Ở nơi từng chịu đựng sự ác liệt của chiến tranh và cũng thể hiện mãnh liệt khát vọng hòa bình. Vì vậy, xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành biểu tượng hòa bình và điểm đến của du lịch hoài niệm, du lịch hòa bình là một đề xuất giàu ý nghĩa. Thì chúng tôi mong muốn là sẽ có một cái ngày hòa bình và được tổ chức hàng năm tại Quảng Trị để rồi là truyền tải cái thông điệp đến với tất cả mọi người về cái khát vọng về hòa bình của người Việt Nam, cũng như là truyền tải đến là cộng đồng thế giới rằng là người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình và muốn sống trong hòa bình để xây dựng quê hương mình, xây dựng đất nước mình ngày càng đẹp hơn. Người dân Quảng Trị có hai câu ca dao rất hay. Đừng than phần khó ai ơi, còn ra lông mộc, còn chồi nảy cây. Niềm tin, tinh thần lạc quan ấy đã thành cốt cách, thành bản sắc của mảnh đất này. Quảng Trị đang vươn lên, Quảng Trị đang đổi mới. Lũy thép anh hùng càng thêm ngời sáng bởi những nụ cười vui. Hội thảo khoa học 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, tầm vóc và bài học lịch sử do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội đã tiếp tục khẳng định những ảnh hưởng to lớn của sự kiện này đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các nhà khoa học tiếp tục làm sáng rõ chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, tôn vinh sự hy sinh đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, cũng như phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa và thắng lợi của chiến dịch này. Trong một cái bối cảnh cuộc chiến tranh thì nó không cân sức như thế, thì cái chuyện đánh giá khác nhau, nhận định khác nhau, rồi có một vài cái ý kiến nó không đồng thuận, nhưng mà cũng khẳng định rằng thắng lợi của Mậu Thân năm 1968 là một thắng lợi rất to lớn và mở ra một bước ngoặt quyết định trong cái cục diện chiến tranh ở Việt Nam. Mà cục diện đó là gì? Chính là Mỹ buộc phải xuống thang chiến tranh, rút quân về nước và ngồi vào đàm phán và mở ra một cái nghệ thuật mới, đó là vừa đánh vừa đàm. Các tham luận tại hội thảo khẳng định rằng mặc dù có những tổn thất không thể tránh khỏi, nhưng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân thực sự làm nước Mỹ choáng váng. Đặc biệt hình ảnh quân giải phóng tấn công vào tòa đại sứ Mỹ, mục tiêu tưởng chừng là bất khả xâm phạm của Mỹ ở Sài Gòn, đã làm dấy lên phong trào phản chiến ngay chính trong lòng nước Mỹ. Cái cuộc tổng tiến công nó phơi bày một cái sự thật, nó là một cái phép thử rất là hữu hiệu là khả năng của Mỹ đến đâu. Cái bước ngoặt của cuộc chiến tranh nó còn biểu hiện cái chỗ là nó tạo ra một cái làn sóng phản đối chiến tranh. Mà cái phản đối xuống đường họ tác động rất nhiều đến chính giới Mỹ, đến Quốc hội Mỹ. Mà Quốc hội Mỹ họ có một cái quyền là chuẩn chi những cái khoản chi cho chiến tranh Việt Nam hay bác bỏ, cho nên là họ chói tay chính quyền Mỹ. Những bài học từ tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 được các học giả nhận định là có ý nghĩa sâu sắc để 7 năm sau đó, khi thời cơ đã chín muồi, quân và dân Việt Nam đã thực hiện được sứ mệnh cao cả và thiêng liêng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4 lịch sử năm 1975. Thưa quý vị, sau đây là một thông tin vui và có lẽ sẽ là động lực lớn để các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích tại giải vô địch U23 châu Á. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen cho 31 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có 21 cầu thủ được tặng bằng khen do thành tích thi đấu xuất sắc, 10 cán bộ của đội tuyển được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chỉ đạo. Thủ tướng cũng đã trình Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, tặng huân chương lao động hạng 3 cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải với thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, tặng huân chương lao động hạng 3 cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện chỉ đạo đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc.
Vâng, và trong ngày 26 tháng 1 tại sân vận động thành phố Thường Châu, Trung Quốc, nơi mà chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra trận thi đấu quan trọng nhất của giải bóng đá U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã rất háo hức khi sở hữu những tấm vé vào sân. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Trung Quốc. Sân vận động Olympic thành phố Thường Châu một ngày trước trận chung kết. Vé bắt đầu được ban tổ chức bán tại quầy. Theo ghi nhận của các phóng viên VTV, phần lớn cổ động viên Việt Nam hoặc mua vé online từ trước hoặc sẽ đến mua vé tại quầy vào ngày mai. Anh Đào Trung Kiên, cổ động viên Việt Nam đầu tiên sở hữu tấm vé theo hình thức bán tại quầy. Lần thứ 3 ra sân, anh Kiên mới mua được tấm vé này bởi anh không biết thời gian mở bán trực tiếp vào thời điểm nào. Mình cũng rất may là mình đã đúng dịp sang bên này công tác. Thì thông tin là Việt Nam được vào trận chung kết nên mình đã di chuyển đến đây trước 2 ngày. Rồi mình tìm mua vé để mình quyết tâm được xem trận chung kết của U23 Việt Nam. Vé bán tại quầy có mệnh giá từ 100 đến 400 tệ, tức là khoảng 350.000 đến 1 triệu 400.000 đồng Việt Nam. Vé bán online trên các trang web của nước chủ nhà có mức giá cao hơn, dao động từ 200 đến 600 tệ. Hiện tại các vé mệnh giá rẻ tại quầy đã được nhân viên bán hết. Em đến từ Tây An, cách đây 1.200 km. Em đã ở đây mấy ngày rồi và rất mong có một tấm vé để vào dự trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện tại giá vé rất là cao. Em mong muốn ngày mai có thể giá vé hợp lý hơn với giá sinh viên. Chúng em có thể mua được một tấm vé để vào tham dự cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trên trận đấu chung kết. Theo ước tính, ngày mai sẽ có hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ cho các chàng trai U23 của chúng ta để tạo nên một bầu không khí rực lửa trên các khán đài sân Olympic Thường Châu. Con lửa ấy sẽ xua tan đi cái lạnh dưới 0 độ C của thành phố này. Vâng, có thể thấy rằng các cổ động viên Việt Nam đang rất mong chờ giây phút được tận mắt chứng kiến các cầu thủ của đội tuyển U23 quốc gia thi đấu trong trận chung kết của giải U23 châu Á. Chính vì vậy mà mặc dù trong ngày 27 tháng 1, Việt Nam sẽ có 5 chuyến bay thẳng đặc biệt tới Thường Châu, thế nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các cổ động viên Việt Nam. Vì vậy mà các công ty du lịch đã đưa người hâm mộ bóng đá đi theo tuyến đường bộ để được tận mắt chứng kiến trận đấu này. Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nằm ở phía đông Trung Quốc, cách Hà Nội khoảng 1.500 km đường chim bay. Cổ động viên đi từ cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn bằng đường bộ sang tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Từ Nam Ninh di chuyển bằng máy bay tới Thượng Hải. Rồi từ Thượng Hải đi tiếp khoảng 200 km tới Thường Châu. Những cổ động viên này khởi hành sáng nay từ cửa khẩu Hữu Nghị và phải đến tối nay họ mới tới nơi. Nhưng quãng đường xa vất vả, phải đi bằng nhiều phương tiện như vậy không khiến họ phiền lòng. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải hôm nay cũng đưa ra một số lưu ý với các cổ động viên Việt Nam là chỉ nên mua vé tại quầy bán vé chính thức của ban tổ chức. Mang theo quần áo ấm để giữ gìn sức khỏe do tình hình thời tiết tại khu vực có mưa tuyết và nhiệt độ xuống rất thấp. Bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân, đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát. Tuân thủ các quy định của nước sở tại để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý đáng tiếc. Ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Vâng, và chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.